Công an xã Ekao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng truy bắt thành công một đối tượng chuyên giả danh công an, nhiều lần cưỡng đoạt tiền của các em học sinh. Thời gian gần đây, Công an xã Ekao, thành phố Buôn Ma Thuột nhiều lần nhận được phản ánh của các em học sinh về việc vào đêm khuya trên đường đi học về đã bị một đối tượng dùng gậy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Người này tự xưng là công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng bỏ qua cho đi. Còn nếu không có tiền thì bị đối tượng giữ cả vẹt xe. Một người thôi. Tức là ở ngoài địa phận của ETA. Vào lúc hơn 21 giờ ngày 18 tháng 10 2022, em đi học thêm về từ hẻm 02 Nguyễn Trần Tụ. Là sau khi đi được một đoạn đến đường Y Quang là bị một người thanh niên đi lên và cầm cái cây kêu em tấp xe vào lề. Kêu là em xuất trình giấy tờ. Xong rồi em xin số điện thoại và hỏi làm ở chỗ nào. Xong rồi anh thanh niên đó kêu là làm việc ở công an xã Ekao. Xong rồi em có xin số điện thoại và anh thanh niên đó kêu là sáng mai lên xã Ekao làm việc. Và anh kêu là lỗi của em là bô nổ và tiền phạt là 1,5 triệu. Rồi xong em đi về nhà cứ khoảng 12 giờ hơn trưa là anh gọi cho em kêu là lỗi của em lần này là anh cảnh cáo. Anh có nói chuyện xin cấp trên rồi là giờ ít tối 6 giờ ra xã Ekao mang ít tiền cà phê là 400 ngàn. Thời gian gần đây á, lực lượng công an xã chúng tôi thường xuyên tiếp nhận được rất nhiều tin của quần chúng nhân phản ánh về việc một số em học sinh ban đêm đi học về là bị một số đối tượng dùng các công cụ hỗ trợ của lực lượng an như là còng số 8, gậy kiểm soát giao thông để chặn học sinh và yêu cầu các học sinh xuất trình các loại giấy tờ liên quan để kiểm tra giấy tờ. Khi mà nhận được phản ánh của quần chúng dân, lực lượng công an xã chúng tôi bằng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt chúng tôi đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng trên. Chỉ sau một thời gian ngắn tích cực xác minh điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Ekao đã bắt giữ được đối tượng chuyên giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền trên. Đó là Nguyễn Văn Sang, 21 tuổi, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét trên người Sang, công an thu giữ một còng số 8, một cây rùi cui, một cây gậy giao thông, một cái còi và 200.000 đồng Sang vừa cưỡng đoạt được. Được biết Sang từ huyện Krông Bắc lên thành phố Buôn Ma Thuột thuê trò để làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian gần đây, vì cần tiền tiêu xài nên Sang đã nảy sinh ý định giả danh công an để đi cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Đối tượng mà Sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya. Vì cần tiền tiêu xài nên em đã đi giả danh công an để kiếm tiền. Khi em đi em có mang theo còng số 8, gậy ba khúc và lấy điều khiển giao thông. Hằng ngày vào đêm khuya em chạy những tuyến đường vắng để chặn những xe học sinh đi một mình. Sau đó em dùng gậy giao thông để chặn xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Nếu không có giấy tờ em sẽ lấy tiền. Ngoài ra em còn giữ cà vẹt, mục đích để hẹn người ta làm sau lấy cà vẹt và thu tiền. Có những trường hợp em yêu cầu đưa 200 hoặc là 1,5 triệu. Để lấy tiền người ta thì em thường xuyên thay đổi địa điểm vì tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Tổng cộng em chặn được 5 vụ và lấy được 500 ngàn. Ngoài ra em cùng thu 3 cái cà vẹt. Hiện công an xã Ekao đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Sang cùng các tăng vật liên quan cho công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra xử lý theo thẩm quyền. 5 giờ sao bố lại không biết? Yêu cầu đưa 200 hoặc là 1,5 triệu. Em hẹn người ta ngày hôm nay để lấy tiền, đúng không? Trả cho người ta bao nhiêu cái rồi? Em trả hết rồi. Còn cái này là cái cuối đây. Là em hẹn hôm nay. Và bao nhiêu tiền để lấy cái này?